Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review cũng như hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi âm thanh được phát hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa. Và quý vị và các bạn đang xem bộ 36 tuyệt chiêu hướng dẫn kỹ thuật chơi audio. Đây là video số 21 trong bộ video này. Trong video này thì Tiến Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cái cách sử dụng một hệ thống loa nở. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Video này tôi sẽ chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên thì sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về nguyên lý vận hành cũng như các ứng dụng của loa nở. Trong phần thứ hai của video này thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách lắp đặt một hệ thống loa nở vào âm ly cũng như cách kết nối thêm tụ cho loa nở. Và trong phần cuối của video này thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chọn mua một hệ thống loa nở cũng như là cách kiểm tra xem dàn âm thanh nào thì cần có loa nở và dàn nào thì anh em sẽ không cần loa nở nữa. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Và loa nở, đầu tiên câu hỏi loa nở là gì thì rất nhiều anh em đã hỏi câu hỏi này. Loa nở là gì? Loa nở là loa full range, tức là loa toàn giải. Ở trong cái loa lời thì nó phát ra cái tiếng trung âm là chính, và trong loa lời cũng có cả tiếng bass, cả tiếng treble, nhưng chủ lực của loa lời đó là tiếng trung âm. Thế mạnh của loa full range là loa là cái âm thanh trung âm. Tiếng trung âm là tiếng ca sĩ, tiếng đàn bầu, tiếng organ. Thì loa lời anh em hiểu nó là loa full range, tập trung vào cái giải trung âm, giải mid, có tiếng ca sĩ, có tiếng đàn bầu và có tiếng organ, vân vân. Thì anh em hiểu ngắn gọn loa lời là như vậy. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ lược về cái cấu tạo của loa lời. Trước mặt quý vị và các bạn tôi đang để vài chiếc loa lời ở đây để làm ví dụ. Loa lời là loa full range. Full range tức là loa toàn giải. Các hãng sản xuất ra các dòng loa này thì sử dụng vào cái mục đích là để hỗ trợ tiếng trung âm, tức là tiếng mic cho một hệ thống âm thanh. Một hệ thống âm thanh thì anh em sẽ thấy thông thường là có 3 giải: giải bass, giải mid tức là giải trung và giải treble. Thì cái loa lời của chúng ta chính là cái loa trung âm này. Anh em hiểu ngắn gọn là như vậy. Loa lời chính là loa trung âm. Và các hệ thống loa lời ở trên thị trường anh em sẽ thường bắt gặp là các thương hiệu như Bose, như BMB, như Victor, như B&W, vân vân. Thì loa lời thông thường thì trên một loa lời thì nó chỉ có là một cái loa mà thôi. Hoặc nếu như có nhiều loa thì các loa này có công năng là giống nhau, chứ nó không giống như là một hệ thống loa thùng bao gồm 3 đường tiếng bass, mid, treble, mà trên loa lời nó chỉ ưu tiên là tiếng trung âm mà thôi. Trên mặt quý vị và các bạn đang thấy đó là một loa Cooper của thương hiệu Bose. Loa Cooper của thương hiệu Bose, đây là một loa lời dạng. Trên đây có mang theo một loa full range, tức là loa toàn giải. Loa này chỉ phát ra tiếng trung âm là chủ lực. Tất nhiên nó cũng có một chút tiếng bass và một chút tiếng treble, nhưng tổng thể tiếng trung âm là chủ lực. Đây là một ví dụ để anh em hiểu về loa lời. Kích thước của chiếc này là 8 cm. Tương tự như vậy thì ở đây có một loa Cooper nữa. Đây là loa Cooper Kép. Những loa này có kích thước khá nhỏ. Hai loa này mỗi loa có kích thước là 8 cm. Đây là Cooper Double, tức là Cooper Kép hai loa. Và những loa thường gặp nữa của thương hiệu Bose đó là, ở đây là mẫu loa Bose 151. Đây là mẫu loa Bose, model của nó là 161. Thì trên đây anh em cũng thấy là có hai loa. Hai loa này có cùng một công năng, cùng một đường tiếng giống nhau. Các loa lời thường có kích thước vừa và kích thước nhỏ thôi. Ở đây là một ví dụ nữa của thương hiệu Bose. Đây là Bose 151. Bose 151 thì có một loa toàn giải loại 11 cm ở đây. Mẫu này là mẫu 151. Thì các công suất của loa lời thông thường thì sẽ có công suất từ khoảng cỡ từ 50W cho đến 150W. Thông thường là như vậy. Các trở kháng của loa lời thì thông thường từ 4 ohm, 6 ohm cho đến 8 ohm.
thi thoảng chúng ta sẽ gặp những loan lời có trở kháng là 16 ohm. Và khi mở một loan lời ra, ví dụ trên tay tín dụng đang sử dụng, đang cầm để ví dụ là một cái loa bầu dạng loa lời. Đây chính là cái loa trung, loa mid của loa bầu 464. Anh em đều biết là trên loa bầu 464 thì có hai cái loa như thế này. Và ở đây chúng ta thấy cái cấu tạo của nó tương tự như cái loa 151 này. Cấu tạo nó tương tự, chức năng, công năng nó tương tự. Các thương hiệu chúng ta cũng hay thầm gặp nữa là các thương hiệu của BMB. Các thương hiệu BMB cũng hay sản xuất các dòng loa L. BMB thì đối với mẫu này là sử dụng một loa loại 12cm. Và sơ lược về thông số thì chiếc này sử dụng với công suất là 150W trở kháng 6 ohm. Thông thường là công suất của loa lời đâu đó khoảng từ 50W cho đến 150W. Và những hệ thống loa lời lớn, ví dụ như trước mắt quý vị và các bạn tôi đang để một chiếc loa full range của thương hiệu Bose model 502. Tôi thường gọi vui cái mẫu loa này là vua của loa lời, bởi vì tiếng trung âm của nó rất đặc sắc, khó có đối thủ. Ở đây trên đây hãng thấy, anh em thấy hãng bố trí là 5 cái loa full loại toàn giải ở đây. Các loa ngó qua các bên, bẻ qua bẻ lại với mục đích làm cho âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng. Khi chúng ta đậy lưới vào thì nó nhìn giống thế này. Và một loại loa lời mà anh em thường bắt gặp trên thị trường nữa đó là các dòng loa của bên Đúc, loa nằm ngang như thế này. Đây chính là loa center của thương hiệu bên Đúc. Ở đây anh em thấy ngoài việc có hai loa mid bass ở đây thì nó còn có thêm một loa chép nữa. Đây chính là loa center. Anh em cũng có thể sử dụng mẫu loa này để ứng dụng cho vị trí của loa lời. Một số anh em thường hỏi là tôi có cái loa máy dàn, tôi có loa buxel và tôi có loa thùng loại nhỏ thì có sử dụng vào vị trí loa lời được không? Ví dụ như các dòng loa buxel của Pioneer, ở đây là một ví dụ. Ở đây hãng sử dụng một loa bass loại 18cm và một loa chép đô. Đây là một loa thùng loa buxel chứ nó không phải loa lời. Anh em hiểu rõ về loa lời. Loa lời chỉ cho tiếng trung âm là chính, còn tiếng chép với tiếng bass gần như không có. Thì ở trên đây loa này anh em thấy cấu tạo là đầy đủ full range, tức là từ bass, mid, chép đầy đủ hết. Anh em không thể dùng những cái loa buxel hoặc những cái loa máy dàn hoặc những cái loa như là loa 301 ở trên đây để ứng dụng vào việc loa lời được, nó không hợp lý. Tất nhiên khi anh em câu vào, gắn tụ vào hoặc không gắn tụ vào thì nó vẫn hoạt động bình thường thôi, nhưng cái công năng của nó sinh ra không phải để làm loa lời nên nó sẽ không phát huy tác dụng như mong muốn. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối một cái loa lời vào một hệ thống âm ly và loa. Nhiều anh em cũng hỏi là tôi đang có dư một cái loa bass loại 20 loại 30cm thì có lấy ra làm loa lời được không? Thì như hồi nãy giờ Tín Dục chia sẻ với quý vị và các bạn, loa lời là loa full range cho tiếng trung âm là chính. Khi chúng ta gắn cái loa bass nào đó vào một hệ thống để đảm nhiệm cái chức năng loa lời thì nó sẽ không phát huy tác dụng. Tất nhiên nó vẫn sử dụng bình thường nhưng mà cái tiếng lời nó không đặc sắc. Thông qua đây cũng xin nhắn nhủ với anh em luôn. Trước mắt quý vị và các bạn tôi đang để ở đây để ví dụ là một chiếc ly đàn ông và một chiếc loa Yamaha. Loa Yamaha này 8 ohm và ly đàn ông này khi kết nối hai cầu chấp nhận là 8 đến 16 ohm. Thì chúng ta sẽ đấu nối như thế nào? Anh em có thể ứng dụng loa lời này vào âm ly hoặc vào cục đẩy công suất thì cái cách đấu, cách sử dụng nó cũng vậy thôi. Nó không có gì khác hết. Tôi dùng một cái loa BMB để làm ví dụ nhé. Chiếc loa BMB này là trở kháng 6 ohm và chiếc âm ly này chấp nhận khi chơi hai cặp là từ 8 đến 16 ohm. Thì cặp thứ nhất tôi đã câu cầu A vào đây 8 ohm là cặp loa Yamaha này rồi. Và cặp thứ hai tức là cầu B, tôi làm ví dụ ở một bên phải, anh em sẽ tự hiểu bên trái nó cũng hoạt động tương tự. Ví dụ như loa này là 8 ohm thì chúng ta sẽ câu trực tiếp vào đây. Cầu A
và một cặp loa thứ nhất, trong trường hợp này là cặp loa Yamaha, và cầu B vào cặp loa thứ hai, đây là cặp loa L, loa BMB. Bên kia anh em làm tương tự. Ví dụ như trong trường hợp này loa L này là 8 ô thì hoàn toàn anh em có thể đấu vào đây bình thường, không có vấn đề gì hết, sử dụng bình thường. Nhưng nếu như chơi trực tiếp như thế này thì anh em sẽ gặp vấn đề là khi chúng ta mở lớn lên thì cái loa to nó chịu đựng được và cái loa nhỏ có thể là nó không chịu đựng được. Các anh em muốn chơi trực tiếp thì ở những lần mở đầu tiên thì chúng ta nên theo dõi xem là cái loa này nó có hoạt động bình thường không, có bị dè không, có bị méo tiếng không, có bị cái gì đó cảm giác như là quá công suất hay không. Nếu như công suất hai cái loa này nó tương ứng với nhau, chơi volume cường độ mạnh mà nó không có biểu hiện vấn đề gì như nêu trên thì chúng ta chơi bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng vấn đề ở đây là đó là vấn đề 8 ohm, còn bây giờ ví dụ như cái loa này 6 ohm thì sao? Ampli này chấp nhận khi chơi A cộng B, tức là chơi cùng một lúc hai cặp thì là từ 8 đến 16 ohm. Anh em có thể tham khảo trong video số 20 cách đọc chỉ số của Ampli của bộ 36 tuyệt chiêu để tham khảo thêm về vấn đề phối ghép ohm trở kháng. Nếu như loa này là 6 ohm, loa này là 8 ohm thì khi chúng ta ghép vào đây thì 6 cộng với 8 còn lại một nửa, đâu đó chúng ta có khoảng 3,5 ohm. Về cơ bản Ampli này là sai kỹ thuật nhưng trên thực tế chúng ta vẫn có thể sử dụng được, không có vấn đề gì hết. Tất nhiên khi chúng ta chơi cường độ lớn thì Ampli nó sẽ nóng hơn so với chúng ta chơi đúng cái thông số của nhà máy, tức là A cộng B là mỗi cặp là 8 ohm. Và để xử lý vấn đề ohm này thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Ví dụ như là, để tôi làm một ví dụ cụ thể cho anh em dễ hình dung. Đây là video dành cho anh em mới chơi audio nên ví dụ sẽ làm rất chậm chi tiết để anh em có thể hiểu và tự làm được mà chúng ta không cần phải nhờ mượn thợ kỹ thuật. Trước mặt quý vị và các bạn này, tôi đang câu hai cặp loa 8 ohm vào chiếc Ampli chấp nhận từ 8 đến 16 ohm chơi A cộng B. Thì như vậy là chúng ta đấu như thế này là đã hết chỗ cho cái loa thứ ba này rồi. Một cặp loa 8 ohm đưa vào cầu B, một cặp loa 8 ohm đưa vào cầu A. Như vậy là chúng ta khi đưa loa lời vào nữa, 6 ohm, 8 ohm gì đó thì cái trở kháng nó không có phù hợp với Ampli nữa, trở kháng nó bé quá. Chính vì vậy chúng ta cần phải đầu tư một cái tụ, một cái tụ cản lời. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh vào đây. Một cái tụ cản lời. Tụ cản lời này khi chúng ta đấu vào thì có các ưu điểm gì, nhược điểm gì? Ưu điểm của tụ cản lời khi chúng ta đấu vào thì tôi sẽ đấu vào đây trước rồi sẽ nói để anh em hiểu. Cách đấu tụ cho loa lời. Dây đen tức là dây âm tôi đi trực tiếp vào cọc đen của cái loa lời. Và dây dương tôi đi gián tiếp qua một con tụ. Và hai cái dây âm dương này tôi đấu vào hai cặp của cái cặp loa như thế này. Đây là cách đấu tụ cho loa lời. Và cái ưu điểm nhược điểm của tụ là gì? Khi chúng ta sử dụng một tụ vào đây với cách đấu như thế này thì chúng ta sẽ được cái thứ nhất là cái tụ này nó sẽ cắt lấy cái tần số trung âm và tần số check, cắt bỏ đi tiếng bass, chỉ lấy lại trung âm và check đưa vào loa lời. Cái ưu điểm thứ hai, khi chúng ta đưa cái tụ vào đây thì cái loa lời này nó sẽ vô hình về vấn đề ohm. Cho nên khi chúng ta chơi hết hai cầu AB rồi mà khi kết nối thêm loa vào đây thì Ampli nó vẫn đúng kỹ thuật, không có vấn đề gì hết. Và một cái ưu điểm thứ ba là khi đưa tụ này vào đây thì cái loa lời này nó sẽ bị cản bớt một số công suất nào đó, làm cho cái loa lời hát nhỏ đi. Dĩ nhiên là khi chúng ta chơi cường độ lớn thì loa lời nó vẫn đáp ứng được, nó rất bền, nó rất an toàn khi có tụ. Đó là ba cái ưu điểm của loa, của tụ khi gắn cho loa lời. Thế còn cái nhược điểm của tụ gắn cho loa lời là gì? Nhược điểm của tụ, duy nhất một nhược điểm đó là khi chúng ta gắn tụ vào đã cắt bớt tần số, đã bị cản bớt lại thì dĩ nhiên cái loa này nó sẽ hát nhỏ lại chứ nó không hát lớn như khi chúng ta chơi trực tiếp. Đó là các ưu điểm và nhược điểm của khi gắn tụ cho loa lời. Cái dòng tụ thì anh em
Rất nhiều anh em hỏi Tiến Dũng là khi sử dụng tụ thì tôi nên mua cái thông số như thế nào. Thì thứ nhất, với tụ cho loa lời thì anh em biết là nó cảm cái tín hiệu âm thanh chứ nó không phải cảm cái tín hiệu điện, cho nên chúng ta cần mua cái tụ xịn, tụ chuyên cảm cho các dòng loa, tụ để phục vụ cho các thùng loa, thường là tụ DC có vô lớn hoặc tụ AC. Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng tụ AC. Và cái thông số của tụ thì anh em nên lựa chọn cái tụ như thế nào? Cái thông số của tụ thì anh em nên lựa chọn là từ 22 microfarad cho đến 33 microfarad. Chúng ta đọc ngắn lại là 22 mF cho đến 33 mF. Và trị số điện áp là từ 100V trở lên. Các âm ly sẽ xuất ra khoảng cỡ 50V, 30V, 70V khi chơi cường độ lớn. Thì cái tụ này nó phải lớn hơn cái vôn ở trên âm ly xuất ra dây loa thì nó mới an toàn được. Tóm lại anh em nên mua cái tụ từ 100V trở lên. Như vậy nó mới an toàn và nó mới phù hợp. Và như vậy là Tiến Dũng vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cách đấu nối một hệ thống loa lời và một hệ thống loa chính của mình và các nguyên lý cơ bản của loa lời. Thế còn cách lựa chọn một hệ thống loa lời là sao và hệ thống âm thanh nào thì chúng ta cần phải đấu loa lời. Đầu tiên cho câu hỏi này thì hệ thống loa nào thì chúng ta cần phải mua loa lời, còn hệ thống loa nào thì chúng ta không cần phải mua loa lời. Thì cái việc đầu tiên anh em sẽ mở cái âm thanh của dàn âm thanh của mình lên, lắng nghe, chơi thử. Nếu như cái tiếng trung âm ở đây là tiếng đàn bầu, tiếng ca sĩ, tiếng organ, vân vân, tiếng nước chảy, róc rách, vân vân, thì nếu như cái tiếng trung âm này nó tốt, nó lung linh rồi và nó cảm giác thỏa mãn cái tai rồi thì chúng ta không cần phải mua thêm loa lời nữa. Và trong trường hợp mà khi chúng ta nghe cái tiếng trung âm này nó bị bí, ví dụ như tiếng micro của chúng ta hát nó không có thoát ra được, thì đó là một dàn âm thanh mà chúng ta cần nên đầu tư một cái hệ thống loa lời. Và cái việc lựa chọn loa lời thì anh em nên lựa chọn thế nào? Thì như đến giờ Tiến Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn, loa lời là loa lời chứ nó không phải loa lời là loa các dòng loa buxel hay các dòng loa máy dàn hay các dòng loa thùng. Loa lời nó chỉ cho cái tiếng trung âm mà thôi, cho nên chúng ta hãy tìm mua là loa lời, loa full range. Cái yếu tố thứ hai là anh em nên mua các món đồ hàng hiệu. Hàng hiệu là hàng có ghi xuất xứ rõ ràng và các thương hiệu nổi tiếng được nhiều người quan tâm thì đó là hàng hiệu. Và mức giá của cái loa lời thông thường loại tốt thì trên thị trường đồ second hand hiện nay chúng ta cần phải đầu tư khoảng cỡ từ 3 triệu trở lên thì mới có một cái loa lời tốt và thương hiệu. Thế còn nếu như chúng ta sử dụng với những cái loa lời cái mức giá nó quá bình dân thì nó không thể hay được. Các cụ nhà ta đã nói là tiền nào thì vải đó. Và những cái loa lời thì anh em không nên sử dụng những cái loa lời nó quá lớn. Kích thước của loa lời thì đâu đó khoảng từ 8cm cho đến tối đa là 16cm là vừa. Cái dòng loa lời 450cm thì anh em không nên lựa chọn. Và trên đây là những chia sẻ của Tiến Dũng Audio về cách sử dụng loa lời cũng như các ứng dụng của loa lời. Quý vị và các bạn có ý kiến, kinh nghiệm trong việc kỹ thuật chơi audio hãy để lại bình luận phía dưới video này. Và những anh em vẫn còn thắc mắc về các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật chơi audio hãy để lại bình luận ở phía dưới video này. Thì Dũng sẽ tổng hợp và thiết kế ra những video chia sẻ tương tự như thế này để phục vụ anh em. Cuối cùng xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.